Rà soát những điểm tốt, điểm cần tiếp tục phát huy, điểm cần giữ lại và những điểm nào cần điều chỉnh, cần loại bỏ để bổ sung cái mới. Điều chỉnh quy hoạch làm sao để phản ánh thực trạng, yêu cầu phát triển của thành phố. Đây là cơ hội, sứ mạng để chúng ta kiến tạo các nền tảng phát triển cho thành phố, phát triển mang lại cơ hội tốt hơn cho người dân thành phố. Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại hội nghị lấy ý kiến giai đoạn 1, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 diễn ra vào sáng nay. Bộ Chính trị giao cho Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phải là đô thị có vị trí nổi bật ở Đông Nam Á. Năm 2045 phải là đô thị ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Và lần điều chỉnh quy hoạch này của thành phố được xem là bước ngoặt và cũng là cơ sở cho những định hướng phát triển mới. Theo đúng tinh thần Nghị quyết 24 về định hướng phát triển Đông Nam Bộ và Nghị quyết 31 về định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, những định hướng đặt cho Thành phố Hồ Chí Minh một vị trí rất quan trọng không chỉ của vùng Đông Nam Bộ mà của cả nước. Quy hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 2010. Đến nay, có những vấn đề mới phát sinh, đặt ra, có cả những hạn chế, quy mô dân số, mô hình phát triển đô thị, vấn đề tổ chức hệ thống hạ tầng trong vùng, kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc rà soát điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố cần giải quyết việc đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch không gian ngầm, ứng phó biến đổi khí hậu và hàng loạt vấn đề lớn khác. Đi cùng với đó là điều chỉnh quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của địa phương. Những vấn đề chung của vùng thì chúng ta sẽ được nhận diện ra như thế nào, đưa vào quy hoạch này như thế nào để chúng ta giải quyết nó ở cấp độ vùng ra làm sao. Hay là về vấn đề xã hội, vấn đề nguồn nhân lực thì có phải là Thành phố Hồ Chí Minh này, một số trường đại học Bình Dương, số trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu, số trường đại học Đồng Nai, số trường đại học, hay chúng ta có phân công với nhau, chúng ta có bố trí hợp lý với nhau để làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực của vùng. Thì đó là mấy cái vấn đề có liên quan mà ở cái quy hoạch này chúng ta phải trả lời, phải phân tích, phải làm rõ, phải trả lời và phải chọn lựa. Một trong những nhiệm vụ chính trong quy hoạch lần này của Thành phố Hồ Chí Minh là phát triển không gian đô thị gắn với phát triển hạ tầng giao thông công cộng, mô hình TOD. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị với 220 km. Tuyến 1 đã hoàn thành khoảng 20 km, còn lại 200 km phân bổ cho các tuyến còn lại. Thành phố đang rà soát bổ sung lên gấp đôi. Làm sao để tối ưu mô hình phát triển này đang là bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, được các sở ngành, chuyên gia tại hội nghị đưa ra các ý kiến đóng góp. Trong thời kỳ trước, ta luôn hình dung là thành phố phát triển mở rộng, tăng trưởng dân số. Đấy. Nhưng mà trong lần này thì chúng ta đang bắt đầu phát triển vào những cái vùng mà nó nhạy cảm hơn về mặt sinh thái, về mặt môi trường. Thì cái câu hỏi là chúng ta tăng trưởng dân số ra làm sao? Thu hút nhân tài, thu hút nhân lực gì? Đấy. Để trong cái vị thế vùng của chúng ta cần tiếp tục tăng quy mô dân số hay không? Hay là chúng ta là có tính chất lựa chọn hơn? Kết nối dân cư với hệ thống giao thông công cộng và đưa mục tiêu làm sao Thành phố Hồ Chí Minh trong dài hạn đạt được giao thông công cộng 60-70%. Hiện nay có thuận lợi là nghị quyết 98 Bộ Chính trị về thành phố cho thành phố chú động làm mô hình này. Và trong báo cáo của tư vấn phải trả lời là chỗ nào làm được TOD trên cái mạng này. Còn về chính sách thì nơi khác làm. Anh không phải làm chính sách, nhưng mà anh cho tôi biết rằng nơi nào, địa bàn nào có thể làm TOD trên cái mạng đó. Thì hiện nay câu trả lời vẫn còn để ngỏ, mới định hướng thôi. Tôi cho rằng cái này phải tiếp tục làm kỹ hơn. Hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ hội để thành phố kiến tạo nền tảng phát triển bền vững, nên đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các sở ngành, quận huyện, thành phố. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn phương án quy hoạch tốt nhất để chuyển tải những định hướng phát triển mà Bộ Chính trị, Quốc hội giao cho thành phố.